Liêm. Có thế rồi mà ngồi đó suy nghĩ cái gì không biết. Thấy dấu trừ không? Nhân dấu cộng. Dễ nhân thì lại ngồi đó gật gật mà không hiểu gì. À, nhân cái dấu cộng thôi. Ở nhân trên nhân bao nhiêu, dưới chia bấy nhiêu. Hiểu không? Bữa này hiểu không? Hiểu không? Ở trên hạng thức đúng không? Đọc câu hạng thức đi. A bằng. Quá tệ. Trừ B bằng. Ở dưới dưới lại. Được chưa? Tiếp tục bung hạng thức nè. Thấy rõ ràng không? Bình vuông mất căn. Quá chậm luôn rồi đó. Ở dưới viết lại nè. Đó, mình làm được tới đâu mình làm tới đó. Rút rút nè. Thấy chưa? Làm như vậy thì lâu lắm. Hết ba trang giấy cũng không hết, không hết cái bài nữa. Hiểu. Tới bước này hiểu chưa? Ở đây muốn mang ra bài căn đúng không? Thì mang lấy x bình ra. Làm kiểu này á thì một bài là hết giờ rồi. Mang ra thì chia, chia đi. Được. Một. Hai. Còn là hai gì lẹ lên. Phần n. Cộng 5 phần n bình. Đọc lẹ lên nha. Ở bằng Liêm. Tới đây cần làm nữa không? Mang ra ngoài nè. Đó, làm quá chậm luôn á. Cái này viết lại nè. Hiểu. Liêm nè. Này nè. Ra chị đối của N. N tiếng gì không? Dương. Vô cùng. Vô cùng là số dương. Bung chị ra chính nó. Hiểu. Bằng nè, thấy nó dài không? Nếu mà không tư duy là dài gần chết luôn á. Ở trên mang n ra đi, chia. Ở dưới mang n ra luôn nè. Cộng. Rút nè. Bằng Liêm. Viết lại người ta lần nữa. Rồi thế n vô cực vô cùng vô không nè, không nè, không nè, bằng 2 phần 2 bằng. Hiểu. Thấy dài không? Có phải 3 trang giấy không?